Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. Vâng, xin chào tất cả anh em nhá. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Đây hôm nay chủ của Lan đưa cho mình cái lick Fury mới, lick của anh Phát. Làm clip nha anh em nhá. Hôm trước mình có quay dư 1-2 clip ở cái lick RBA Aton, lick Fury God Lữ ấy. Thì có một số anh em bảo mình là lừa đảo người xem một các kiểu. Trời ơi. Đùa, tôi lừa các ông làm cái gì? Lick cái bán rồi. Chẳng qua là tôi quay kiểu cái lúc mà hôm trước mà chưa bán ấy, thì tôi đã quay trước mấy clip rồi. Tôi để ở đó để kiểu là thi thoảng nhớ tôi đăng lại cho anh em coi thôi. Đấy là hầu như là những cái clip tôi quay sẵn trước rồi. Anh em lại bảo thế nghe nó mang tiếng. Đã bảo bán rồi là bán rồi, anh em có anh em nào thấy cái lick Aton còn không? Anh em nói thế kiểu mất lòng vãi cả trường, cảm giác mình lúc nào cũng là thằng lừa đảo vậy. Nghe buồn thật sự ấy. Đấy thì hôm nay mình dẫn anh em đến một em súng mới, đó chính là em TRG21 Lotable Silver. Con súng này màu bạc trông phê nhờ. Cái con súng này đáng ra là nó màu trắng cơ. Nó màu trắng cơ nhưng mà khi mà nó cầm vào cái tay của em Furigot này thì nó đổi cái hiệu ứng súng, nó thành màu bạc. Bình thường là nó có màu trắng mới lại sọc kẻ đỏ. Đấy, con súng màu như vậy. Đấy là màu cơ bản. Khi mà đổi vào cái tay của em Furigot này thì nó đổi kiểu màu xám hẳn một cây súng này luôn. Trông cũng khá là hay ho. Nói chung là con này thì anh em có lâu rồi. Anh em nào mà có cái lick mà lick test ấy, lick của lick dự án của VTC ấy, chắc chắn là đã xem clip rồi, đã được chơi và đã xem rồi. Còn mình thì hôm nay mình mới vào cái lick này, mình thấy có thì mình tiện là mình test luôn cho anh em coi. Trước giờ nói chung ở trong trong cửa LAN thì mình được phân chia là mình chơi cái lick RBA Tôn với lại cùng với em Huyền. Còn cái lick xuất phát này thì có anh Phát với lại ông em Huy Hài Hước ấy là hay chơi cái lick này. Đấy, thành ra là mỗi trong cửa LAN mỗi người chơi một em Fury God thôi. Nhưng mà cái lick Aton thì thực chất ra nếu mà để nói so sánh thì nhiều cái súng lạ thì lại không bằng cái lick Phát này. Nhưng mà được cái thì mình lại khoái cái con Fury God Lữ là cái nhất này. Cái thứ hai là nói chung là nó đẹp hơn. Mình cảm giác là cái lick nó đẹp hơn và mình thích nó hơn. Trước thằng chủ cái LAN ấy nó cũng đưa cho mình cái con Fury God Lam nhưng mà mình không có lấy. Mình bảo là không, anh thích con Lữ cơ, mày đưa cho anh con Lữ. À, lấy luôn con nữ. Bây giờ con nữ bán rồi. Buồn quá anh em ạ. Con Fury Lam này thì người nó to. Nó to giống như kiểu các con nhân vật như là Commando này. Hay là SWAT này. Nó to lắm. Người nó to mà kiểu mình bắn slip nó bất tiện. Lé đạn không được. Mới lại di chuyển cảm giác nó lặng lề hơn. Mình thì thích những cái con nhân vật nào mà nó càng nhỏ càng tốt, nó càng mảnh càng tốt. Những cái con nhân vật mà nó nhỏ ấy thì anh em cái việc mà anh em lé đạn nó rất là dễ, kể cả việc lé đạn tanh hay là lé đạn slip đều dễ luôn. Dạ này mấy ngày hôm nay bận. Bận cày cái lick hồ điệp lên cái rank Grandmaster. Mất 2 hôm, 3 hôm lên Grandmaster rồi. Cái lick hồ điệp anh em nào đi rank mà gặp đấy thì đúng là mình chơi đấy. Tại vì lick đó là không có VIP, mình chỉ để chuyên default thôi. Để cái lick để mình ví dụ như là mình có tham gia giải đấu nào thì mình sẽ đăng ký. Nó full default thôi, không VIP, không biết gì cả. Thành ra là bắn rank nhiều khi nó cũng hơi cực. Item không có, nhân vật không. Có mỗi con Commando to đùng với lại AVKMGB. Nói chung là lick đấy chỉ đi bắn 55 hoặc là bắn giải thì ok. Còn đi bắn 88 thì hơi toang. Khó
L có mà không lên à? Vãi cả trưởng, tôi bắn chủ đích của tôi là tôi bắn thằng đầu tiên đấy, mà thế đéo là thằng sau nhô đầu lên lại headshot, bắn trượt thằng trước lại trúng thằng sau đấy. Nhiều khi nói anh em bảo là hay không bằng hên thì các ông lại không tin đấy. Tôi bắn toàn hên không à, tôi bắn thằng trước mà chết thằng sau thì chả là hên. Bắn nhiều pha nó cũng ảo diệu thật. Không biết là thắng, thấy nghe thông tin bảo là không biết là tháng 7 lại có giải đấu CFL à, cái gì nhỉ, quên, CFS. Tôi không biết là có hay không, nếu mà có thì chắc chắn là mình cũng sẽ tham gia một chân. Cái giải vừa rồi, giải CFL vừa rồi hơi buồn. Loại vào top 8 thì loại, vãi cả trưởng cả. Thật sự mà nói là trong cái khoảng thời gian mà mình đi đấu giải từ năm 2020 đến bây giờ ấy, thì cái giải CFL vừa rồi khiến mình có nhiều cảm xúc nhất. Mình bắn hầu như là cái tem của mình ghép nó không chuẩn đấy, thành ra là cứ vào cái là bị loại ngay khỏi vòng gửi xe luôn. Đến cái giải vừa rồi thì lọt tận vào, nghĩa là qua cái vòng 16 để vào vòng top 8. Cảm giác thế là quá là xuất sắc rồi. Trong khi đó mình lại không phải là dân chuyên nghiệp nữa. Đấy, mình chỉ tập tành thôi mà mình vào đến tận vòng top 8 là cũng kinh khủng rồi. Nói chung là cũng vui rồi. Có nhiều anh em thì lại nói chung là lên giải ấy, có nhiều cái áp lực lắm. Mình là YouTuber mà nhiều khi lên giải nó cũng nhiều cái áp lực. Bắn hay thì không sao, bắn không hay thì anh em chửi, anh em nói bảo ôi mẹ bắn như cặc hay là bắn thế này thế kia. Nhiều khi nó cũng khổ anh em ạ, cũng áp lực tâm lý nhiều lắm. Mà trên giải này đâu phải đâu, ví dụ như là bắn bình thường mình bắn làm clip cho anh em coi này thì bắn với những anh em gọi là đi làm về xong rồi anh em giải trí thì mình có thể là mình bắn thắng người ta, chứ còn hầu hết anh em lên giải là những anh em đã từng chơi game rất là lâu rồi, từ kỳ cựu có thể là 15, 12 năm. Còn có những anh em nghĩa là máy nhà chơi rất là lâu. Thành ra là mình rất khó có thể ăn lại người ta. Ở trong cái giải đấu thì hầu như là ông nào bắn cũng ghê à. Cái việc mà mình âm mạng hay là mình thua là cái chuyện nó rất là bình thường. Chơi là phải có thắng có thua. Anh em công nhận không? Cho nên là cũng ví dụ như là mình sẽ cố gắng làm sao mà mình tham gia những cái giải đấu, nhưng mà trong vào trong những cái giải đấu như vậy ấy mà có không hay hay là không xuất sắc như bình thường ấy thì anh em phải thông cảm, anh em phải đồng cảm, chứ không phải là lúc nào cũng bắn ghê quá thì còn chơi lại với ai chơi lại mình. Nói chung là sẽ cố gắng, cái thời gian mà mình chơi đột kích là mình sẽ cố gắng là kiếm được một cái thành tích nào đó để làm một cái kỷ niệm. Là một cái kỷ niệm trong khoảng thời gian mà mình đã làm YouTube hay là mình đã chơi game. Mình muốn là có một cái thành tích nào đó. Thực chất giờ là mình không có giỏi, kiệt xuất. Đấy. Đi thi đấu giải lần nào hầu như là cũng rớt từ vòng gửi xe. Có một cái giải ở ao làng, đó chính là trung cấp 1-10 cái năm 2018 thì phải. Là mình cũng tham gia giải ở trung cấp 1-10, cũng may mắn sao là được giải nhất. Cái giải đấy là do anh Hùng Mai ở group trung cấp 1-10, mình vẫn nhớ kỷ niệm đó. Là lần đầu tiên là clan God Full Slap mình là giải nhất. Đấy. Lần đầu tiên đấy trong cái quãng thời gian lịch sử gọi là mình đi đấu giải. Chơi game thì mới chơi game từ cuối năm 2017. Thành ra là cái kinh nghiệm chơi game của mình nó không có nhiều. Nó kiểu là nó không được giỏi bằng những anh em chơi lâu rồi. Nói chung là cái gì lâu thì nó cũng sẽ giỏi thôi. Đợt này nghe tin vào tháng 7 có cái giải thì mình đang củng cố bắn AK, đang tập bắn AK trên lại slip. Nói chung là cố gắng nhiều lắm. Muốn có thành công thì anh em phải cố gắng thôi. Nói chung là thành công là nó phải có cái duyên nữa anh em ạ. Nó phải nhờ thành công phải có một chút may mắn nữa. Tiếp tục nào. Nói chung là cái năm 2021 này ấy, thì mình để ý là sẽ ra rất là nhiều giải. À và nghe phong phanh đâu là cái giải CFS này
cái giải CBS nó sắp tới này sẽ chọn ra đâu là bốn đội ấy, bốn đội mạnh nhất sẽ bắn với lại bốn đội của CBL. Đấy. Không biết là như thế nào. Nghe phong phanh thôi. Hai tem này bắn vẻ căng quá nhỉ. Nãy giờ nói chuyện với anh em xíu mà chết liên tọi à. Toàn ăn được một thằng xong hẹo luôn. Hẹo ngay từ đầu chứ. Nghe có vẻ là hơi đen trận này rồi. Có các cụ bảo rồi, đen đầu đỏ cuối. Cố gắng. Đầu hơi đen thì cố gắng, cuối thì khả năng sẽ đỏ. Cái giải CFL của vừa rồi diễn ra ấy, mình biết là có rất nhiều anh em đã tin tưởng của mình, nghĩa là không phải tin tưởng mà là hy vọng về mình, nhưng mà khó lắm anh em ạ. Mình cũng đã cố hết khả năng rồi. Nhớ đến cái trận CFL vào cái vòng top 8, hôm anh em hỏi là tại sao anh không đăng clip rồi, tại sao anh không ấy. Cái hôm mình bận mà, hôm mình bận Sakui bắn cái lick thiên kim của mình đấy, là cái vòng top 8 mà Sakui bắn đấy, không phải mình bắn đâu. Và cái trận đấy hôm ấy là mình có tham gia đâu. Hôm ấy bận trước công việc, lick của Sakui thì không biết là hắn làm gì mà bị nghi vấn hack treo mất mười mấy phút hay là hai mấy phút ấy. Thế là mới vào cái lick thiên kim. Mình hôm ấy là mình không có bắn, mình gửi lick cho Sakui thôi. Anh em bảo là sao anh không lên slip, bố hôm anh có bắn theo đâu mà lên slip. Bố hôm mình bắn cơ thì mình sẽ lên slip để cho lương tít nó lên AK hoặc là lên tanh. Nhưng mà hôm ấy là khổ là mình không có bắn. Thế là lương tít là phải gánh slip cả tem cả trận luôn. Tại vì là trong team mình thì có mỗi mình với lương tít bắn được slip thôi. Không ai bắn được slip cả, bây giờ lương tít nó bắn tanh tốt. Vậy bốn thằng mà ăn được có hai thằng anh em ạ. Ui nó lag kìa. Thằng kia nó lag, nó đứng nguyên chỗ nó chạy. Trên nhà nó còn này. Chạy nhanh thế đồng chí. Ủa cọp bắn đau thế. Nói chung là mong sao là cái giải tới này nghĩa là kiếm chắc được cái top 1, top 2 hoặc cả top 3 cũng làm vui rồi. Tại vì giải sắp tới là giải bắn VIP. Bắn VIP chứ không phải là giải bắn default nữa. Giải CBS này là bắn nghĩa là cấm cọp thôi, cấm cọp với nhân vật hiệu ứng thôi. Cấm cọp, cấm đá, cấm nhân vật hiệu ứng thôi. Mong sao là sẽ cố gắng hết khả năng anh em ạ. Tưởng clear 2 của đấy chứ. Đều quá nhỉ. Hai tem bắn đều thật đấy. Chưa gì là có HL rồi. Thật bạn ơi, cẩn thận bạn ơi. Ôi, I am sorry. Mình xin lỗi nha. Mình đáp quả phải lát, mình sợ là nó móc lên nó bắn chết bạn. Mình đáp thì bạn lại nhảy xuống. Hơi xin lỗi. Bàn thờ nó một này. Trúng chân đấy. Đấy nhá, trả công nhá. Lỡ tay đáp quả phải lát bạn thôi mà tôi bắn yếu một thằng ở cho bạn ăn đấy nhá. Thằng nữa rồi ta. HL à? Trời ơi, lúc kỹ thế nhỉ. Đấy, từ đầu trận đến cuối trận ăn được mỗi thằng công ạ. Quên mất vừa mải luyên thuyên mấy cái chuyện linh tinh. Thì nói sơ qua một chút về các em TDG21 Noble Silver đấy nhá.
cái em súng này mình có một cái cảm giác là em súng này bắn nó chậm hơn là cái em TNG 21 Ares. Ares nó bắn phê hơn. Cái đó con bò ấy. Con mà có cái đồng tiền lúc lắc ấy. Con này bắn mới phê, con này bắn thì hơi chậm. Con này bắn chậm thật. Mà cảm giác là nó chậm mà nó lặng hơn ấy, nó lặng hơn mấy con TNG khác. Ghê vậy. Đùa. Nhà B, nhà B, nhà B. Đùa lấy giờ đen nhỉ, lấy giờ toàn một ăn một thằng à. Hết đỏ rồi, hôm nay hết đỏ rồi. Đầu đỏ được phát là hết rồi. Ơ kia kia kia. Nó yếu rồi đấy. Ôi trời. Hỏng rồi, hỏng rồi. Anh em bắn này hỏng rồi. Rồi chứ hai tem này bắn căng quá anh em ạ. Bắn đều như vắt chanh luôn. À, bom 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 bom. Bom lại bom này. Mẹ thanh niên này bắn cọp đau ấy nhở. Mấy thanh niên này bắn cọp đau thật đấy. Mẹ ra cứ bộp bộp cái còn mồm luôn ạ. Bắn ghê tởm thật. Hay quá bạn ơi. Thẳng ở nhà đi, ép thẳng ở nhà đi. Lúp à? Không dám lên à? Lên mà hốc đi thôi chứ còn gì nữa. Đâu ấy, đâu ấy. Này này, hẻm dao này, hẻm dao này. Dao 2 à, dao 2 à, ok nhá. Để tôi, để tôi, để tôi. À, lúp với tôi à. Đổi bên rồi anh em ạ. Trời ơi, trời đất ơi, căng bãi cả đái. Tôi bắn lấy giờ được 20 kin ạ. Bắn 76. Con TNG này nhìn qua thì màu mè thì đẹp. Ép ghê vậy. Hay quá, trên A còn một. Lại bảy đều chăng? Khả năng bảy đều thật rồi. Anh em bắn map chạm vào 6 rồi sang BL ép đều nhất, ép thích nhất vẫn cứ là đi 3k 5 rào chẳng hạn, hoặc là đi 3 mít nước với lại 5B đánh một sai thôi. Anh em đánh một sai thôi, còn đánh ví dụ như là đánh lẻ ra, đánh vị trí ra thì GR người ta bắt hết. Đánh lẻ khó chơi lắm. Lên luôn, rào lên luôn. Từ từ cẩn thận nhá, khói đông lắm. Khả năng xe có là đang cành. Lên đây, lên đây. Hay rồi. Chí ma rồi, C4 rồi. Tem thủ yếu quá à. Thủ yếu gì, hai tem bắn bảy đều ngang như này yếu gì. Tem bên BL cũng đâu có yếu mà tem GR cũng đâu có yếu đâu, nói chung là được. Ô, chiếm được A mà không C4 luôn à. Trời ơi, lại còn mò ra tìm nó. Mò ra tìm nó là bắn được sấp mặt rồi bây giờ.
Ra đây. Mậy hay đấy nhở. Bắn thế vào đầu mình được. Hồi sinh như nó này, hồi sinh như nó này. Hay rồi. Đùa giành giật nhau từng round một. Ép dao này, ép dao này. Flash rồi, flash rồi. Không ai ép à? Trời ơi, đứng hết ở hẻm rào kìa. Chả nhẽ tôi lại cầm slip nè. Tôi đéo gì được khói, tôi nhìn được khói là tôi bully, tôi bắn ngay. Bắn 88 mà nhiều anh em chơi kiểu vẫn còn đang chơi win 7 với 16 bit. Mình chơi win 10, 32 bit, khó chơi lắm. Hai em kia vẫn ở nhà kia, lên cover C4 này. Hồi sinh cho nó chết rồi. Tôi bắn chết một thằng rồi. Thằng lửa đâu ta? Cứ tưởng hình xăm mà ông đừng có xàm. Điều đéo chịu được con Furigot to đùng này. Ông kêu là tưởng hình xăm vãi cả trưởng ấy. Làm gì có hình xăm nào Furigot. Anh toàn nói tào lao không à. Thôi. Quay đầu là bờ các ạ. Ủa anh em bắn này toang rồi. À đéo chiếm được à chứ. Treo này, treo này. Treo rồi lên mà ăn là treo này. Treo treo treo. Ui giời ơi. Mẹ ăn quả flash nữa chứ. Mẹ mình bảo treo ở này nó đi tìm thật câu ạ. Yếu lắm rồi bạn ơi. Đấy, hay chưa? À, côn này mạnh nhờ. Bắn côn này vừa đầm vừa thích. Delay cũng phong cách nhá. Lên A đi, lên A đi anh em ơi. Sinh nhật là một. Đó qua vẫn còn một thằng ấy. Chết rồi, chết rồi. Úi giời, ăn chém luôn kìa. Căng quá nhờ. Anh em cứ ép rào đều đều này. Tí khả năng mấy ván mà bị bắt bài lại. Anh em cứ ép rào nhá, ép khi nào mà bị bắt bài anh em mới đổi sang B nhá. Còn đâu ép được thì cứ ép thôi. Anh em không nhất thiết phải đi nhiều chỗ làm gì. Anh em ép rào cũng nhiệt đấy, nhưng mà lên toàn hẹo hết không à.
dường như là không đổi được mạng luôn, toàn chết chay à. Ý, để tôi ăn cho, nếu mà không để tôi ăn. Lên A luôn không? Trời ơi, con tất số 4 ạ. Lên luôn, lên luôn. Ồ, lòng sao không nhỉ? Ui rồi, đấy, anh em thấy không? Mẹ, đéo chơi được. Nó toàn xuyên khói không à. Mẹ, khói mấy, mấy lớp khói kìa mà nó nhìn nó bắn. Đéo, đéo đỡ được. Cảm giác mình sợ cái khói này vậy. Toàn kiểu là anh em chơi Win 7, 16 bit. Chơi sợ vậy. Vừa lấy là có một lớp khói vàng với lại một lớp khói đỏ mà ông ấy nhìn thấy ông bắn chết mình được. Bắn chết ba thằng chứ đâu phải là bắn chết mình đâu. Flash grenade. Vỉa cũng hay đấy. Vì ở quả mình còn 5G ạ. À, ông hỏi mình là nhắm đâu với vách trưởng. Ý là phải bắn nhắm cái gì? Được, tưởng gì? Tôi bắn lục, không cho bắn, thích bắn nhắm. Ôi ôi, vỡ đầu, vỡ đầu. Lát gáo, người ta gọi đấy là lát gáo anh em ạ. Chàng Mew bắn rất ghê. Slip toàn lúc khói không. Ra đây. Méo ra luôn. À, thùng thùng 3 ấy, nó ngay thùng 3 ấy. Lúc kỹ nhở. Tôi đứng ở rào tôi không dám lên. Là tại vì là tôi thấy là tôi yếu máu. Thứ hai là tôi bắt móc. Đấy. Nhưng nói chung là tính toán cả rồi. Còn đen nữa thì chịu. Cửa B này. Hụt rồi. Đúng qua. Đéo le được. Anh nên chàng Mew thì bắn tốt gớm nhỉ. Anh em có thấy hai tem cân không? Bắn lấy giờ giành giật nhau hầu như là cứ xít sao à. Toàn tỷ số là hòa hoặc là hơn một round. Căng thật. Đấy, tem bên mình đã chết hai ông, chết chay kìa. Thùng ba. Ông chàng Mew người hay ý nhở. Mẹ, cái lúc mà đồng đội tôi lên rào bắn nó, bắn chết thằng khác, nó đéo nhô ra chỗ đây nó bắn nhá. Mình ở trong rào mình kê nó mãi đéo ra. Mẹ, vừa mình bắn chết thằng cái nó ra nó bắn mình luôn ạ. Lý nào hay vậy. Cái lúc mình kê nó là nó thủ rất là kỹ. Cái lúc mà mình không kịp kê là nó ra nó bắn mình luôn. Lý nào lại đỏ vậy không nhở. Chàng Mew toàn cọp không vậy. Đúng rồi. Mấy thanh liên ở trên một kênh một này nói chung là toàn cọp không à. Bắn cọp khét lẹt luôn. Kinh. Khói dày đặc luôn. Xanh lá cây, xanh nước biển rồi vàng khe lè. Đủ các thể loại màu. Ôi liều thế. Không, tôi không dám lên cái khói đâu. Tôi lấy khói được cái thằng niên mà chàng Mew nó bắn xuyên khói kinh lắm. Đợi hết khói rồi bắn. Đợi hết khói rồi solo anh em ạ. Đéo chơi solo kiểu này. Mẹ, cứ thằng trong tối thằng ngoài sáng này chơi đéo. Đấy, lại tùm hai thằng bên mình rồi. Thấy chưa, hết khói rồi này anh em này. Đợi hết khói lên bây giờ mới ra vỉa nhau này. Chơi gì anh em, chơi kỳ cục không à.
Đâu ấy? Đây này. Mày nhấp hả mày? Lên A này. Bung. Hai thằng luôn ạ. Quái là mình định chạy về mid đấy chứ. Mình định chạy về mid mình sang B ấy, nhưng mà thấy hai ông đồng đội mình lại lao lên rào. Thành ra là mình thôi lên cùng. Thành ra lại chết oan quả. Em bên kia có ông top GR, ông ấy bắt sếp tốt ở cái rào, thành ra là tem họ không cần ép rào mà tem mình lại không dám ép nữa chứ. Thế là tem họ không ép rào mà tem mình cũng không dám ép rào lên ấy, kiểu vậy. Đấy, cứ đáp khói như này mà bảo sao mà chơi được. Tem mình mới đầu là mất người hơi nhanh. Mất toàn 3-4 ông phát à? Hẹo hết rồi. Căng quá. Trên đầu có thằng này. Ra đây. Thấy rồi còn chạy anh em ạ. Cái gì địch công bậy. Ui hai thằng. Ta ra đây. Ui cái địch công bậy nó canh cái thằng trên nó đéo ra. Tưởng nó chạy luôn chứ. Sao mà đen thế nhở. Canh cái thằng trên mà mãi đéo giạt ra. Vừa mới tắt tâm để nhảy xuống bắn thằng dưới thì nó lại giạt ra nó bắn. Mà đen thật. Ừ. Đấy, top bên kia bắn tốt lắm. Đi B lại các ơi. Mà ép thử bắn B là vừa ép rào nhiều quá anh em, ép rào cũng ổn. Lên đây, tôi kê đây rồi. Vào luôn, C4 vào luôn. Trời ơi. Chết hết rồi kìa. Ui. Đùa chứ anh em ép vào B thì thủ ở trong side đợi thằng C4 nó vào đã. Chứ gì nhảy vào chết hết cái kia ơi. Chứ được side này bằng hòa. Vào được ba ông vào trong side thì chết cả ba ông luôn. Ai chàng Mew này. Ông ở ngoài nước sao cứ spam vậy ta? Cứ cầm thùng sơn spam bạch. Quên đâu. Càng quá. Trời ơi, dẫn trước 13 mà vẫn để người ta gỡ lên 13 đều anh em ạ. Mà lại toang rồi. Lấy ngỡ thua ngược. Má sợ thật đấy. Ôi xong rồi. Ôi bình tĩnh anh em ơi. Rồi chết hết rồi. Rồi xong. Thua rồi đấy. Đây có thằng cái này. Đây. À, kê tôi này. Thằng kia đâu? Mít hả? Rồi bắn chắc. Kể cả nó mồm rồi thì cũng thôi. Bây giờ nó chủ động hơn mình, bây giờ mình phải chạy chỗ đã.
Bây giờ phải chạy đi chỗ khác. Bọn kia nó đang báo là mình đang ở hồi sinh BL. Thằng kia nó móc nhà B. Thì bây giờ mình sẽ chạy ngược lại, hiểu không? Bây giờ đây, đây là cái ván gọi là ván quyết định. Má sảnh chân cái thôi là thua luôn đấy. Rồi B không có ai luôn. HL chắc chắn là không có rồi. Đéo, nó đéo chạy HL đâu. Vừa đồng đội báo nó móc nước B thì khả năng bây giờ thằng này nó quanh quanh ở lỗ B còn lỗ A thôi. Nó cũng đéo chạy rào đâu. Đấy, quanh quanh ở lỗ A thôi. Căng quá nhở, hồi hộp quá nhở. Đéo rồi ta. Được chưa anh em? Đùa chứ bắn vào chân tôi. Ok, tôi clip của mình cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những clip sau. Bye bye.